Chú chó này đi thôi. Chó này nữa. Con chó này nữa. Ngồi đây. Mẹ à, kêu gì? Ngồi đây. Em còn anh đánh gì không? Thế hôm qua mà đánh ai? Hôm qua mà đánh vợ tao á? Hả? À? Đây rồi, mày chạy đâu? Mày đứng đây. Ai bảo nó có bầu với anh em mới đánh nó chứ. Mày con khốn nạn này. Bầu với anh á, mày khốn nạn vừa phải phải đâu nhá. Hôm qua ấy là bọn tao đéo có nhà. Mày nhân lúc bọn tao đéo có nhà mày vào mày đánh Thư á? Bây giờ Thư đang làm viện rồi nhá. Mày có liên quan đến cái bầu này không? Hả? À? Mày đéo liên quan gì cả, tại sao mày xía bó vào? Ừ, mày thì kệ nó, em đang muốn xé bầu nó đây. Em yêu anh, giờ nó có bầu với anh, em chả đánh nó thế à? Nếu như mà hôm qua ấy, mà có tao ở nhà đấy, mày dọn mày vào đấy. Mày có dẫn thằng nào vào? Mày dẫn thằng nào vào? Đánh cho nó chuẩn. Mày dẫn thằng nào vào? Chùa cái tội đi, đánh Thư đi. Mày còn khốn nạn này. Mày dẫn thằng nào vào? Mày dẫn thằng nào vào? Hả? Cái bọn đánh em, chắc gì bầu ấy là của anh. Mày buông tha đi. Tao gọi người ra. Có chạy được. Mày mày khẩu gì bạn ơi? 1R199792 bạn ạ. Anh bị gọi này. Mày kia đâu có cháu kia đây. Mày có chó con lạ này. Kia đây. CLZNP.JP, website hàng đầu về game thưởng xanh chín 100%, trả thưởng nhanh chóng, hỗ trợ nhiệt tình, uy tín nhất thị trường vào thời điểm hiện tại. Bây giờ tôi phải về, tôi lấy quần áo với cả lấy tiền để mang lên trên bệnh viện đã. Bác sĩ bác bảo là phải lấy thêm tiền để lấy quần áo nữa. Thế bây giờ trời lạnh này rồi phải mang nhiều quần áo cho Thư vào chứ. Đó ơi là lo. Anh ơi. Từ từ anh ơi. Bây giờ bác sĩ đang sơ cứu, bác ấy bảo là phải bây giờ phải về lấy thêm tiền, với cả mang thêm chăn gối rồi là quần áo các thứ về mấy anh em đợi em. Thế em biết chị Thư tình hình như nào không? Ôi giời chị Thư ấy, bác sĩ bảo là đang sơ cứu, còn chưa biết như nào cả. Lấy đồ đi, đi luôn đi xem chị Thư như nào đã. Bây giờ anh em sắp cái đồ. Em đang lo cho chị Thư chứ bây giờ chưa biết chị Thư như nào rồi. Anh ơi, đóng cửa đi anh ạ. Bây giờ chị Thư chị đang sơ cứu nhưng anh không biết là như nào, không biết có ảnh hưởng đến thai không. Đi đi, anh Hương ơi, lên xe đi. Mấy anh em đóng cửa đi sau nhá, anh đi trước nhá. Mấy anh em đóng cửa vào nhá. Để tôi đi trước. Bây giờ mình lên bệnh viện trước đi, để xem tình hình như nào, còn giả thêm tí để cho người ta sơ cứu nữa. Lo ơi là lo. Anh em ở nhà không biết ở kiểu gì mà để Thư ở nhà mình để cho người ta đánh không? Bạn mới xuống. Ôi, chó ra tay chạy. Con chó này nữa. Hôm qua mà đánh ai? Hôm qua mà đánh vợ tao á? Hả? À? Đây rồi, mày chạy đâu? Mày đứng đây. Ai bảo nó có bầu với anh em mới đánh nó chứ. Mày con khốn nạn này. Bầu với anh á, mày khốn nạn vừa phải phải đâu nhá. Hôm qua ấy là bọn tao đéo có nhà. Mày nhân lúc bọn tao đéo có nhà mày vào mày đánh Thư á? Bây giờ Thư đang làm viện rồi nhá. Mày có liên quan đến cái bầu này không? Hả? À? Mày đéo liên quan gì cả, tại sao mày xía bó vào? Ừ, mày thì kệ nó, em đang muốn xé bầu nó đây. Em yêu anh, giờ nó có bầu với anh, em chả đánh nó thế à? Mày... Ngay từ đầu tao nói chuyện với mày như nào rồi? Ngay từ đầu tao bảo là tao không có tình cảm với mày rồi. Mày em có tình cảm với anh, giờ anh có bầu với nó em. Ủa giờ này em xé lần đấy. Ngày không đúng anh với nó đâu. Im cái mõm vào, bố mà chung cho mày nói nhá. Mày im cái mõm mồm, im cái mồm mày vào. Ngày trước ấy, mày bỏ bầu Kiên ấy. Kiên không biết mình bù quán kêu mày thôi. Bây giờ Kiên á, bây giờ giải được bùa mày, rồi. Mày bỏ bùa tao ấy, thì tao mới nghe mày nhá. Chứ nếu không ấy thì tao đéo bao giờ luôn. Và tao nói thẳng mày biết này. Cái bầu ấy là con tao. Nếu như con tao có bị bệnh hệ gì nhá, tao đéo bao giờ thay mày luôn. Còn là cái chuyện hôm qua ấy, mày đến mày đánh vợ tao ấy, hôm nay mày phải lên trên bệnh viện. Mày lên trên bệnh viện để mày xin lỗi vợ tao và mày bồi thường cho vợ tao. Và cái trách nhiệm của mày phải có, hiểu chưa? Còn nếu như mày đéo đi nhá, hôm nay tao đố mày đi được. Mày hiểu chưa? Anh phải đe dọa em. Các tao không đe dọa. Anh chủ động vào người em đi qua, anh đánh em này em chưa phải bắt cung đâu ấy. Này xong. Rồi nhá, em để cho bắt cung lên, em gọi bắt cung lên đây nhá, anh không yên nó bắt cung đâu. Này mày dọa tao á? Bây giờ mẹ tao đéo bởi mẹ tao thương yêu mày đâu, bởi vì bây giờ Thư có bầu rồi, mày hiểu chưa? Nếu như cái bộ mặt của mày ấy mà đéo giả tạo nhá, đéo bao giờ ấy bác cũng đang thương yêu mày đâu. Mày giả tạo, mày linh loạt, mày để cho mẹ tao tin tưởng mày, hiểu chưa? Hôm qua ấy, thì nếu như mà hôm qua ấy mà có tao ở nhà đấy, mày dọn mày vào đấy. Mày có dẫn thằng nào vào? Đánh cho nó chuẩn. Mày dẫn thằng nào vào? Chùa cái tội đi, đánh Thư đi. Mày còn khốn nạn này. Mày dẫn thằng nào vào? Hả? Cái bọn đánh em, chắc gì cái bầu ấy là của anh. Nó là anh đầy thằng ấy, anh biết thôi á. Mày đừng nói kiểu thế nhá. Nó có bầu á, cũng chẳng thương yêu gì đâu. Em hóng được đi là anh có đến bác Cúc để thằng nào có bầu bác Cúc bác con thích đâu. Này, kể cả tao gọi điện cho bác Cúc bác kia đéo thích ý. Mà tao yêu thương vợ tao là được, tao đéo bao giờ tao đi tao bỏ vợ tao đâu. Cũng mày em mày đến mày phá bầu ấy để cho ấy vợ chồng tao ấy chia rẽ nhau á. Đéo bao giờ đâu. Mày buông tha đi. Tao gọi người ra. Chạy được. Mày người yên.
cầu gì bạn ơi? Một rồi 199792 bạn ạ. Anh bị gọi này. Mày Kiên ơi, có sao không Kiên ơi? Mày có chó con la này. Kiên ơi, sao không? Mày con chó này. Kiên ơi, sao không? Có sao ơi? Có đập đâu đây, đập bụng à? Đập bụng. Mày gọi cho anh em đi. Ừ, tôi gọi cho. Mày con khốn nạn này, để tôi gọi cho anh Hưng ra. Alo. Anh Hưng à? Ủa anh ơi, ra đây ngay đi. Con mặt dày nó cái đi đạp vào kia, đạp bụng kia nha. Anh ra nhanh nhá. Vâng, ở cho cái ngõ cho mấy cái tre này này vâng. Anh ra nhanh luôn đi nhá. Tôi làm ở chỗ hiểm ạ, không chạy được. Nước quá. Khốn nạn thật đấy. Bà có chưa? Tôi gọi rồi. Để tôi gọi lại một lần nữa. Gọi lên đây tôi gọi. Đây đây. Đừng gọi lại nữa. Ôi, gọi lại xem nào. Ôi, nó đạp vào chỗ hiểm tôi mà. Mày còn khốn nạn thật đấy. Anh ngồi nó gọi rồi, bạn xem anh nghe chưa? Alo anh ơi, anh chạy ra ngoài đầu ngõ Nga Đa này đi. Em vừa bắt được con trà xanh nhưng mà nó chạy mất rồi, nó vừa đạp em à. Nga Đa đường trong, Nga Đa đường thẳng lên bệnh viện đấy à. Ủa nó đạp vào chỗ giữa tôi luôn đấy. Mày con nó khốn nạn nhỉ. Mày khốn nạn, ai ngờ đâu nó đạp đấy. Mày con mặt dày này. Nó chạy ra kia rồi, bây giờ không đuổi theo nó đâu. Nó chạy nhanh quá, bây giờ nó lo cho bạn đi à. Bị đạp như thế, với Thư nữa. Mẹ nó đạp đúng vào chỗ hiểm của tôi luôn, tôi nhức, tôi không đi được luôn. Thì bây giờ... Đau là đau luôn, đéo biết thế nào được. Thì bây giờ từ từ đã, bây giờ phải xem nào mình có lân viết nữa mà. Bây giờ đuổi sao được, theo nó được. Đau quá. Đéo mẹ thế. Con này mặt dày thật ý, đánh người ta rồi mà nó lại còn thế. Ôi anh ơi. Em sao này? Đâu rồi anh? Đây này, Kiên đang bị dính cái con nó đạp vào bụng này à. Đạp vào chỗ hiểm em nhức quá. Có kia đâu rồi? Nó chạy rồi anh ạ. Chạy thế nào? Nó chạy đằng kia rồi. Kia kìa, đằng kia kìa. Nó chạy mất rồi. Bây giờ không đuổi theo nó nữa anh ơi. Thôi. Bây giờ nó đi xe máy mà không đuổi đâu. Nó chạy rồi. Nó danh con này cái sao? Không đuổi đâu. Sao hẹn em ra đây à? Không, em hẹn đâu, em đang đi lên bệnh viện đây. Đang đi trên đường nghe gặp nó này. Gặp nó mà. Đường tiền dạy đường nào? Anh không làm gì được nó để cho nó đạp anh như thế. Bởi ai biết đâu, Kiên kiểu là đang nói chuyện nó ấy. Nhưng mà ai ngờ nó lại đá Kiên như thế. Thật đi, nó đạp vào bụng em đâu, nó đạp vào luôn vào chỗ hiểm bên này. Một phát luôn, em nhức không chạy được. Không đúng không? Đi bên này sao bạn không đuổi nó? Đuổi sao nó đi xe máy mà. Lúc đấy Kiên bị đạp nên tôi phải lo Kiên chứ. Thì anh muốn Kiên đã rồi. Để cho anh Kiên đưa lên. Bây giờ hết Thư lại đến Kiên. Đi từ từ thôi. Nó nhức bạn ạ. Nó đau này rồi. Tôi hiểu mà anh nó đau. Mẹ có cố lại đến chồng này chết thở rồi. Không biết đâu có quản không đây. Thôi anh ngồi tại cùng anh ngồi tại cùng mình có đứng. Nó đạp đâu, đạp đóng ngay chỗ hiểm của Kiên. Con này mẹ con mặt dày khốn nạn thật đi. Nó đi mình ấy. Nó đi mình ấy ạ. Mẹ con này sao nó đi mình, nó đứng đây sao đợi thằng nào ấy. Thôi mày không phải đi. Phải đi tìm nó chứ. Nó đi xem mày nói đâu. Anh bảo nào Kiên đang như này em bình tĩnh nào. Mà bây giờ nó đi xe máy rồi. Mình không đuổi được kiếm nó. Bây giờ mình phải lên bệnh viện xem Thư như nào chứ. Thế mình đuổi cho nó được gì. Gọi là đứng đây nó rình để lại định úp mà nhà mình lần nữa. Nó tưởng là chắc là nó nghĩ là Thư chưa đi bệnh viện đấy anh. Thế là nó vào nhà đây nó đánh định đánh Thư này. Thế là em vừa mới đi vào đây em định rẽo đây để lên bệnh viện thì em gặp nó đi từ đây ra này. Thế là xong chạy về lối này. Nó thật đấy. Nó đi một mình mà nó có dám đánh lại người đấy, khốn nạn thật. Nhớ đề phòng bạn ạ, nó đạp một phát vào bụng luôn. Ai ngờ là nó đạp Kiên đâu. Ngồi đây nghỉ đi đã, vào đấy cũng bình tĩnh á. Bây giờ... Để cho nó đỡ tí xong rồi lên trên viện sau. Không còn này nó danh ma quay lại đấy. Sợ nó gọi người ý. Em sợ nó gọi người đấy. Gọi người không sợ, nó gọi người ở đây luôn. Mẹ em sợ nó gọi người, được gọi ai. Gọi người thì mình không sợ được. Mình đang ở anh em ở đây hết, làm sao dám mọi người quay đây. Con này, cái nãy Kiên bảo là bắt nó lên xin lỗi Thư với lại đền bù cho Thư các kiểu. Không phải. Mà nó đấy là như này, em đang định gọi cho anh phát em rút được điện thoại ra em không để ý phát em đang cắn số thì nó đạp luôn, thì em ngã luôn. Thì nó phóng cái máy nó chạy luôn, chạy ngoài nó này luôn. Không đuổi kịp được. Con nói bíp không chạy được. Không phải nó biết là em gọi cho bọn anh để ra rồi thì nó như thế nó trốn ngay. Vâng. Con này bây giờ đứng trước mặt anh em mình làm sao dám bố láo được. Bây giờ biết nó ở đâu anh. Đi gọn vào. Bây giờ anh ơi, bây giờ lên xem là tình hình Thư như nào, lo cho Thư trước đã. Để lo cho Thư trước đã, cái trước mắt là lo cho Thư trước đã. Còn là tình hình của em thì tính sau. Lên lo cho Thư xem là tiền trên bệnh viện, tiền phí rồi là quần áo như nào đã. Lo cho Thư đã. Bây giờ phải lo cho Thư trước thôi. Đi được rồi. Thôi bây giờ ai đèo Kiên đi. Kiên đi. Đèo Kiên đi.
Thế mà mấy anh để anh kia bị đánh như thế à? Thì... Thôi thằng này anh bảo thế rồi. Thì bây giờ... Anh mày như này. Để lo cho chị Thư trước chứ, bây giờ người ở viện mà. Thôi lên xe đi. Thôi đi nhanh anh, sao đi Thư nào anh ạ? Đi đi. Mình náo thật đấy. Đi anh ơi. Em mà gặp đúng điều kiện đi sau lưng nhá. Đi... Đi thật đấy nhá.